Vâng thì xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin sáng hôm nay ngày 20 tháng 2 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, thảm kịch COVID-19 tiếp diễn ở Brazil, biến thể hoành hành, vaccine chậm triển khai. Biến thể mới B1.525 ở Anh có nguy cơ kháng vaccine. Nhật Bản phát hiện biến thể virus mới có nguy cơ kháng vaccine. Tại Việt Nam, số bệnh nhân tại Hải Dương đã vượt xa Đà Nẵng. Hưng Yên, một người hút chung điếu cày với ca COVID-19 không khai báo y tế. Phát hiện ca COVID-19 thứ tư, Hưng Yên dừng tiếp nhận người từ Hải Dương. Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kiểm tra y tế ngẫu nhiên các quán nhậu. Theo thống kê từ trang Worldometer, tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 2, số người mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt mốc 110 triệu 900 ngàn ca. Đến nay đã có hơn 2 triệu 454 ngàn người tử vong vì đại dịch. Hiện số ca bình phục trên thế giới đã hơn 85,8 triệu. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tổng số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 28,5 triệu và hơn 505 ngàn người đã tử vong. Ấn Độ là quốc gia thứ hai có số ca nhiễm cao nhất thế giới khi quốc gia này đã có hơn 10,9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 156 ngàn ca đã tử vong. Hiện số ca nhiễm COVID-19 tại Brazil vượt mốc 10 triệu và hơn 243 ngàn ca đã tử vong vì COVID-19. Xếp thứ tư là Nga, tổng số ca nhiễm tại nước này đã vượt mốc 4,1 triệu ca, trong đó hơn 82 ngàn ca đã tử vong. Thưa quý vị, trong khi các nước đẩy mạnh tiêm chủng, việc phân phối vaccine thiếu công bằng càng trở thành chủ đề nóng gần đây. Các quốc gia giàu có được cho là trữ hơn 1 tỷ liều vaccine COVID-19 so với mức cần thiết, khiến các nước nghèo phải chật vật tìm kiếm nguồn cung. Tổ chức phi lợi nhuận chống đói nghèo World Campaign hôm 19 tháng 2 công bố một báo cáo cho thấy Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh, Úc, Canada và Nhật Bản đã đảm bảo được hơn 3 tỷ liều vaccine COVID-19. Nhiều hơn 1 tỷ so với khoảng hơn 2 tỷ liều vaccine cần thiết cho toàn bộ người dân. Báo cáo của World Campaign dựa trên phân tích các hợp đồng từ 5 nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19 hàng đầu, bao gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax. World Campaign cho biết, các quốc gia giàu có như Mỹ và Anh nên chia sẻ lượng vaccine dư thừa để tăng cường phản ứng toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19. Tổ chức này cảnh báo, nếu không làm như vậy, hàng tỷ người sẽ không được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và có thể khiến đại dịch sẽ kéo dài. Tuổi thọ trung bình ở Mỹ giảm xuống 1 năm theo thống kê trong nửa đầu năm 2020. Đây là mức giảm đáng kinh ngạc, giảm sâu nhất kể từ Thế chiến thứ hai và nó phản ánh số người chết quá lớn do đại dịch COVID-19 cùng nhiều vấn đề y tế khác ở Mỹ. Theo dữ liệu tạm thời của Trung tâm Y tế Quốc gia thuộc Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, công bố ngày 17 tháng 2, tuổi thọ hiện tại của người Mỹ đã giảm xuống 1 năm so với thống kê lần trước. Đây là mức giảm nghiêm trọng nhất, chỉ đứng sau mức giảm ghi nhận trong Thế chiến thứ hai. Nhìn chung, dữ liệu của NCSS cho thấy tuổi thọ trung bình của toàn bộ dân số Mỹ nửa đầu năm 2020 là 77,8 tuổi. Đối với người Mỹ da đen, con số này là 72. Đối với người Latin là 79,9 và người da trắng là 78. Người Mỹ da đen và người Mỹ gốc Latin bị ảnh hưởng nặng nề hơn người da trắng, phản ánh sự chênh lệch chủng tộc trong đại dịch. Người Mỹ da đen giảm 2,7 năm tuổi thọ, người gốc Latin giảm 1,9 năm và người da trắng giảm 0,8 năm. Tuổi thọ trung bình được coi là thước đo đáng tin cậy về y tế của một quốc gia, tăng đều đặn ở Mỹ từ giữa thế kỷ 20. Chỉ trừ mức giảm hàng năm nhỏ trong những năm gần đây, chủ yếu là do những trường hợp tử vong vì dùng chất kích thích. Brazil đã vượt mốc 10 triệu ca nhiễm COVID-19 vào hôm 18 tháng 2 trong bối cảnh biến thể virus mới được phát hiện từ vùng Amazon đang đe dọa hệ thống y tế, còn chiến dịch tiêm phòng ở nhiều thành phố lớn bị đình trệ do thiếu nguồn cung vaccine. Các nhà dịch tễ cảnh báo dịp lễ Carnival gần đây sẽ khiến số ca nhiễm ở Brazil tăng đột biến, tương tự như lễ Giáng sinh và năm mới. Số ca suy giảm từ tháng 9 đến tháng 10 năm ngoái ở Brazil khiến cho nhiều người tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Nhưng thực tế là quốc gia Nam Mỹ vừa qua đã ghi nhận nhiều kỷ lục về số ca nhiễm và tử vong. Đại dịch đã khiến hơn 243.000 người tử vong ở Brazil, cao thứ nhì thế giới sau Mỹ. Và theo giáo sư Alexandre Naime Barbosa, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Đại học bang São Paulo cho biết, con số tử vong rất lớn, tuy nhiên vẫn chưa chính xác vì nhiều người đã qua đời mà không được xét nghiệm COVID-19. Trong khi đó, biến chủng virus B1 xuất phát từ thành phố Manaus thuộc vùng Amazon đang khiến tình hình dịch phức tạp hơn. Biến chủng mới được cho là lây lan nhanh hơn và hiện được báo cáo ở 6 bang của Brazil. Mặt khác, mặc dù giới chức cam kết tiêm chủng cho 210 triệu dân vào cuối năm nay,
nhưng gần cuối tháng 2 mà Bộ Y tế này chỉ triển khai được gần 12 triệu liều vaccine. Mức này thấp hơn nhiều so với ngưỡng là 104 triệu liều vaccine, đủ để tiêm chủng cho các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao ở Brazil. Nhiều yếu tố nói trên cho thấy tình hình dịch COVID-19 ở Brazil còn phức tạp và có thể tàn khốc hơn nữa trong các tháng tới. Thưa quý vị, biến thể B1.525 mới phát hiện ở Anh đã được giới khoa học Anh phát hiện là chứa nhiều đột biến giúp nó chống lại kháng thể ở người. Biến thể mới B1.525 được các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh phát hiện thông qua giải trình tự bộ gen bệnh nhân ở 10 quốc gia. Hiện tại, biến thể này đã lây nhiễm cho ít nhất là 44 trường hợp tại Anh, 35 ca tại Đan Mạch và 22 ca tại Nigeria, v.v. Nhóm nghiên cứu cho biết bộ gen của biến thể này có những điểm tương đồng với biến thể B117 đang lây lan ở Anh. Ngoài ra, nó còn chứa một loạt đột biến khác, trong đó đột biến E484K khiến các nhà khoa học phải quan ngại. Tiến sĩ Simon Clark, phó giáo sư vi sinh vật học tế bào tại Đại học Reading cho biết, chúng tôi vẫn chưa biết biến thể này sẽ lây lan như thế nào, nhưng nếu phát tán, nó có khả năng kháng vaccine và làm suy giảm khả năng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 ở bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục. Giáo sư Ravi Gupta, chuyên về vi sinh lâm sàng tại Đại học Cambridge cũng lo ngại đột biến E484K có khả năng giúp virus thoát khỏi các kháng thể ở người. Ông và các đồng nghiệp đã tiến hành các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và cho rằng đột biến như E484K thực sự là mối đe dọa đối với vaccine. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Cộng đồng Anh Quốc BHE cho biết, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu về các biến thể mới và sẽ có các biện pháp can thiệp cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Hiện tại, chưa có bằng chứng nào cho thấy tập hợp các đột biến này gây ra bệnh nặng hơn hoặc tăng khả năng lây truyền. Liên minh châu Âu EU mới đây cam kết sẽ tập hợp sức mạnh của các nước thành viên và nhiều bên khác nhau để phát triển vaccine thế hệ mới, giúp tăng cường khả năng chống lại hàng loạt biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen vào đầu tuần đã tiết lộ về dự án mang tên là Vườn Ươm Hera, quy tụ nhiều nhà nghiên cứu, công ty sinh học, nhà sản xuất và cơ quan dịch vụ công ở châu Âu, với mục đích nâng cao khả năng phát hiện và chiến đấu với các biến chủng virus mới, đồng thời thúc đẩy việc phát triển các loại vaccine có thể thích nghi và hiệu quả với biến chủng. Mặt khác, Ủy ban châu Âu thừa nhận EU đang chậm phê duyệt và triển khai vaccine COVID-19. Gần đây, cơ quan dược phẩm châu EMA đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp 3 loại vaccine của Pfizer, AstraZeneca và Moderna. Tuy nhiên, do việc trì hoãn, chuyển giao các lô hàng vaccine, các nước EU đang chậm triển khai tiêm phòng đại trà so với kế hoạch ban đầu. Thưa quý vị, Đức đang cân nhắc siết chặt kiểm soát biên giới với Cộng hòa Séc và Áo từ ngày 3 tháng 3 trở đi vì lo ngại đợt bùng phát dịch mới ở các nước này khó kiểm soát liên quan đến biến chủng virus mới. Thông tin nói trên được Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Horst Seehofer, đưa ra vào hôm thứ Ba. Ông cho biết, tôi tin rằng khả năng cao là chúng ta phải tiếp tục duy trì biện pháp siết chặt biên giới, bởi vì theo tình hình hiện tại thì virus đột biến rất nhanh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết, quyết định siết chặt biên giới cần được xem xét thêm. Ông cũng nhấn mạnh, mối quan hệ nồng ấm với các nước láng giềng như Cộng hòa Séc khẳng định các biện pháp kiểm soát biên giới chỉ nhằm một mục đích duy nhất là bảo vệ những người gặp nguy hiểm về sức khỏe, tức là những người dễ bị lây nhiễm và tử vong do virus. Chỉ trong sáng thứ Năm ngày 18 tháng 2, tại các biên giới thuộc hai bang là Saxony và Bavaria của Đức, đã có hơn 50.000 chốt chặn và 10.000 phương tiện giao thông buộc phải quay đầu do không tuân thủ quy định an toàn về di chuyển qua biên giới. Bộ Nội vụ Đức nhận định các con số này quá cao, cần phải hạn chế trong những tuần tới. Israel là quốc gia có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Và mới đây, một nghiên cứu của nước này cho kết quả phấn khởi. Liều đầu tiên của vaccine Pfizer đạt hiệu quả phòng bệnh đến 85%, còn cao hơn mức 52% theo quảng cáo của nhà sản xuất. Nghiên cứu nói trên được thực hiện với các đối tượng là nhân viên y tế đã tiêm chủng của Trung tâm Y tế Seba. Theo Reuters, nghiên cứu có thể làm bùng lên tranh cãi trên toàn cầu là liệu chỉ cần tiêm một liều vaccine Pfizer hoặc tiêm kết hợp với loại vaccine ngừa COVID-19 khác thì có đủ để tạo ra khả năng miễn dịch hay không. Vấn đề này được quan tâm bởi vì các hãng dược đang quá tải và chậm giao vaccine, trong khi số người được tiêm chủng liều vaccine đầu tiên trên toàn cầu đang tăng lên khá nhanh. Cầu đang vượt cung khiến các nước muốn tìm ra giải pháp phân phối vaccine hiệu quả hơn. Trong khi đó, giáo sư Ijo Lethem, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm ở Trung tâm Y tế Siba cho biết, chúng tôi nhận thấy đối với các nhân viên y tế được tiêm liều vaccine đầu tiên của Pfizer, tỷ lệ nhiễm COVID-19 lâm sàng và COVID-19 triệu chứng đã giảm 85% so với những người chưa được tiêm phòng. Trước đó, Pfizer thông báo hiệu quả vaccine sau liều tiêm đầu tiên là 52%, một tuần sau khi tiêm đủ 2 liều
với mỗi liều cách nhau từ 21 đến 28 ngày, thì hiệu quả miễn dịch tăng lên đến 95%. Mặt khác, các nhà dịch tễ Trung tâm Y tế Siba kêu gọi các bên tiến hành nghiên cứu kỹ hơn, ở quy mô lớn hơn, do nhân viên y tế tham gia vào nghiên cứu mới đây chủ yếu là những người trẻ khỏe mạnh. Chiến dịch tiêm chủng ở Israel đang được đẩy mạnh với nhiều sáng kiến thú vị, chẳng hạn như là một quán bar ở thành phố Tel Aviv đã chuyển đổi thành điểm tiêm chủng đại trà và mỗi người dân đến đây sẽ được tiêm một liều vaccine tặng kèm một ly nước miễn phí. Tuy nhiên, do phòng ngừa mọi tình huống xấu về y tế, đồ uống tặng kèm sẽ là các loại không cồn. Dù vậy, người dân thành phố Tel Aviv vẫn rất hào hứng. Một người cho biết, tôi nghĩ được tiêm vaccine là một cơ hội tốt, bởi vì chúng tôi có rất ít thời gian và khả năng được ra khỏi nhà trong thời điểm này. Theo Bộ Y tế Israel, hơn 43% trong tổng số 9 triệu người đã được tiêm liều vaccine đầu tiên của hãng Pfizer. Tuy nhiên, giới chức vẫn lo ngại một số người dân không chủ động tiêm phòng, làm chậm khả năng đạt được miễn dịch cộng đồng và tái mở cửa nền kinh tế. Nhật Bản ngày 18 tháng 2 thông báo vừa tìm thấy biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có nguy cơ kháng vaccine, đồng thời thì giới chức cảnh báo nguy cơ bùng phát đợt lây nhiễm tiếp theo nếu các ca nhiễm biến chủng mới không được giám sát và kiểm soát kịp thời. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kazunobu Kato cho biết hôm 18 tháng 2 rằng biến chủng mới có khả năng lây nhiễm mạnh hơn chủng gốc. Nó có thể làm số ca nhiễm tăng đột biến nếu tiếp tục lây lan trong nước. Biến chủng dường như có nguồn gốc từ nước ngoài và khác biệt với những chủng khác từng được phát hiện tại Nhật Bản. Nó cũng mang đột biến E484K ở protein hình gai, tương tự một số chủng virus SARS-CoV-2 trước đó, vốn có khả năng giảm hiệu quả của vaccine. Biến chủng được phát hiện trong 91 ca ở vùng Kanto, phía đông Nhật Bản, và 2 ca nhiễm ở sân bay. Chính quyền nước này đang tăng cường biện pháp giám sát những chủng virus đột biến do lo ngại chủng kháng vaccine. Nhật Bản cũng ghi nhận 151 trường hợp nhiễm biến chủng virus từ Anh, Nam Phi và Brazil. Nước này hiện có hơn 400.000 người nhiễm bệnh và gần 7.200 người đã tử vong. Chính quyền đặc khu Hồng Kông từ ngày 18 tháng 2 đã nới lỏng nhiều biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, thì người dân đang có mối lo ngại khác, đó là việc chia sẻ dữ liệu cá nhân và có thể bị giám sát trên ứng dụng truy vết tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 của chính quyền thành phố. Hiện giờ, các nhà hàng tại Hồng Kông đã có thể mở cửa đón tiếp tối đa 4 thực khách mỗi bàn thay vì 2 khách như trước đây. Nhà hàng cũng được cho phép mở cửa đến 10 giờ tối so với 6 giờ tối như lúc trước. Một chủ nhà hàng có tên là Ibrahim cho biết, chúng tôi vô cùng hạnh phúc vì đã có thể mở cửa kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, khách đến nhà hàng, nơi tập gym và tiệm làm tóc đều phải để lại thông tin cá nhân chi tiết và quét mã QR trên ứng dụng truy vết COVID-19 của thành phố. Anh Ben, giáo viên 28 tuổi cho biết, tôi chỉ không thích ý tưởng rằng mọi nơi bạn đi đến và nhiều thông tin cá nhân đều được ghi lại chi tiết. Bà Sophia Trần, người đứng đầu cơ quan y tế Hồng Kông cho biết, ứng dụng của chính quyền không đe dọa dữ liệu cá nhân của người dùng. Ứng dụng chỉ lưu trữ thông tin trên điện thoại của người dùng và không chia sẻ với bên thứ ba. Đáng chú ý, ứng dụng này sẽ thông báo cho người dùng nếu họ từng đến cùng địa điểm với bệnh nhân COVID-19. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 2, Việt Nam đã phát hiện 15 ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân 2.348 đến 2.362 là các ca ghi nhận trong nước tại tỉnh Hải Dương. Trong đó, 13 ca là F1 đã được cách ly trước đó, 1 ca trong khu vực phong tỏa. Các ca này không gây nguy hiểm đối với cộng đồng. 1 ca phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện, công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện. Hiện có 7 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chí Linh, 1 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 7 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 2.362 ca mắc, trong đó có tổng cộng 1.463 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 770 ca. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện bệnh nhân 1.536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 19 tháng 2, Việt Nam ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 2.362 ca, trong đó 1.627 bệnh nhân đã được chữa khỏi và số ca tử vong là 35. Mở đầu phần tin trong nước là diễn biến từ cập nhật từ tâm dịch tỉnh Hải Dương. Cục Y tế Dự phòng mới đây đã đưa ra nhận định tình hình dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp. Hiện số bệnh nhân tại địa phương này đã vượt xa Đà Nẵng trong đợt dịch thứ 2 vừa qua.
Chỉ tính riêng trong 7 ngày nghỉ Tết từ 10 đến 16 tháng 2, trong 204 trường hợp mắc COVID-19 trong nước tại 7 tỉnh thành phố, Hải Dương đã chiếm 87,9% với 174 ca. Số ca mắc tại Hải Dương đã vượt xa so với tổng số ca mắc tại đợt dịch ở Đà Nẵng là 389 ca. Số ca mắc trung bình trong 20 ngày đầu tiên của Hải Dương là 20 ca một ngày, cao hơn so với Đà Nẵng chỉ 15 ca một ngày. Bên cạnh đó, dịch bệnh tại Hải Dương xảy ra tại những cụm công nghiệp với số lượng công nhân rất lớn. Trong 2 tuần đầu tiên, số ca mắc tại Đà Nẵng có xu hướng giảm, nhưng Hải Dương vẫn chưa có xu hướng, đồng thời xuất hiện các ổ dịch trong cộng đồng. Số lượng còn lại phải cách ly tập trung rất lớn. Ngoài ra, biến chủng virus tại Hải Dương B117 có khả năng lây lan nhanh hơn chủng gây dịch tại Đà Nẵng là D614G. Theo đó, Hải Dương có khả năng tiếp tục ghi nhận ca mắc mới trong thời gian tới. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp tại tỉnh Hải Dương, theo nhận định của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này, còn nhiều F1 có thể chưa được phát hiện khi các ca nhiễm không tự giác cung cấp thông tin dịch tễ và các F1 cũng không tự giác khai báo. Hiện các bệnh nhân tại những ổ dịch của tỉnh Hải Dương đã có dấu hiệu khởi phát và có khả năng lây nhiễm tại cộng đồng trong thời gian dài, khoảng 3 tuần. Nhiều mốc dịch tễ rất rộng và phức tạp như chợ Hải Tân, trung tâm điện máy HC, ngã 6 Hải Dương, khu vực phía ngoài Bệnh viện Đa khoa Hải Dương, bến xe, khu dân cư đông đúc. Do đó, nếu các bệnh nhân, các F1 không trung thực khai báo, việc truy vết khoanh vùng dập dịch sẽ còn nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian để khống chế dịch bệnh. Mặc dù đã tìm ra trường hợp F0 cho nhóm lây nhiễm tại cộng đồng, tuy nhiên, do tình hình dịch tại thành phố vẫn còn phức tạp, Hải Dương vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở những nơi các bệnh nhân đã di chuyển nhiều. Kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, Hải Dương đã thực hiện phong tỏa 74 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện thành phố. Liên quan đến ca mắc COVID-19 mới đây công bố là một thợ xây tại huyện Kim Thành. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc gần với thợ xây này. Cụ thể, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Kim Thành ra thông báo khẩn yêu cầu những người tiếp xúc với nam thợ xây trú tại thôn Lương Xá, xã Kim Liên phải tới ngay cơ quan y tế khai báo. Theo khai báo ban đầu, hàng ngày anh đi làm cùng 11 người trong đội thợ xây. Ngày 11 tháng 2, anh đi chợ Phú Thái và chợ Kim Anh sắm Tết cùng với vợ rồi về nhà. Trong những ngày nghỉ Tết, anh có tiếp xúc nhiều lần ăn uống cùng với các anh chị trong gia đình và có tiếp xúc với cháu V ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn. Từ ngày 12 tháng 2, bệnh nhân có biểu hiện gai sốt, 39 độ C, mệt mỏi, ho, rát họng, khó thở. Ngày 15 tháng 2, bệnh nhân tiếp tục ho sốt, khó thở điều trị tại nhà nhưng không khỏi. Ngày 18 tháng 2, bệnh nhân đến trung tâm y tế huyện khám sàng lọc và nhập viện điều trị. Tối cùng ngày, lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm và xác định anh dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu truy vết, lực lượng chức năng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xác định ít nhất hơn 30 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, đa số là người thân trong gia đình, hàng xóm và nhóm thợ xây làm chung. Ủy ban Nhân dân xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết qua báo cáo nhanh về ca COVID-19 là nam công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Baylis Việt Nam. Đơn vị rà soát được trường hợp tiếp xúc gần người này là một nam thanh niên trú tại xã. Và điều đáng nói là người này đã từng hút thuốc lào chung điếu cầy với ca bệnh nhưng không khai báo y tế khi về địa phương nhằm trốn cách ly. Qua điều tra nắm bắt thông tin, nam thanh niên này đã từng ngồi chung với đồng nghiệp là ca nhiễm COVID-19 và hút thuốc lào chung điếu cày tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Bakelite Việt Nam. Sau khi đồng nghiệp của anh này nhiễm COVID-19 thì nam thanh niên trên cũng được nghỉ làm trở về địa phương. Tuy nhiên, không tự giác khai báo. Ngay khi Ủy ban Nhân dân xã phát hiện, cơ quan chức năng đã đưa thanh niên liên quan ca nhiễm COVID-19 đi cách ly tập trung từ hôm 18 tháng 2. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đang tiếp tục khẩn trương rà soát, xác minh F1, F2, F3 đối với trường hợp dương tính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Bakelite Việt Nam và ca tiếp xúc gần trên. Sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 thứ tư là một nam thanh niên trú tại khu đô thị Việt Mỹ, Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu dừng tiếp nhận người đến từ tỉnh Hải Dương và những khu vực phong tỏa, cách ly trên cả nước, đồng thời triển khai cấp bách các biện pháp phòng dịch. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn hỏa tốc về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch liên quan đến ca nhiễm COVID-19 làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Bakelite Việt Nam. Đây là một nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Bakelite Việt Nam tại khu công nghiệp Thăng Long 2 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngày 17 tháng 2. Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hưng Yên cũng thông tin quá trình truy vết đã xác định 28 trường hợp tiếp xúc với nam công nhân trên tại công ty và trên xe. Ngay sau đó, liên ngành đã triển khai các biện pháp phun khử khuẩn nơi sống, nơi làm việc của các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh. Đồng thời, ngay sau khi có thông tin về ca dương tính SARS-CoV-2 thứ tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có công văn hỏa tốc yêu cầu dừng tiếp nhận người đến từ vùng có dịch.
toàn bộ người từ tỉnh Hải Dương và các khu vực có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách trên cả nước. Trường hợp cố tình vào địa phương phải bắt buộc cách ly tập trung, tự trả chi phí. Đối với phương tiện vận tải hàng hóa đến từ vùng có dịch, chỉ cho phép một lái xe khi có đầy đủ giấy tờ nhân thân, hàng hóa và khai báo y tế. Bằng những biện pháp quyết liệt, hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa cho biết tới nay thì tỉnh này đã có cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Sau khi ca đầu tiên xuất hiện từ ngày 29 tháng 1, nguồn gốc từ Hải Dương, Gia Lai hiện có 27 ca dương tính. Tính đến ngày 19 tháng 2, Gia Lai đã trải qua ngày thứ 8 không có ca bệnh mới. Tỉnh cũng vừa thực hiện xong việc xét nghiệm trên diện rộng. Trong số 27 bệnh nhân đang điều trị, có 2 trường hợp âm tính lần 3 và 2 trường hợp bệnh nhân chưa rõ nguồn lây bệnh. Với 2 trường hợp chưa rõ nguồn lây, tỉnh Gia Lai quyết định cách ly tập trung tất cả các trường hợp liên quan trong vòng 21 ngày. Thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục giám sát các trường hợp trở về từ vùng dịch, kiểm soát chặt chẽ trường hợp người nước ngoài, chuyên gia làm việc tại Gia Lai, rà soát, kiểm soát đường biên với các quốc gia khác. Ngoài ra, Bệnh viện Dã chiến Gia Lai vẫn sẽ tiếp tục được sử dụng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, HCDC cho biết đã kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch, xét nghiệm tầm soát nhóm người có nguy cơ, đảm bảo hiệu quả công tác phòng dịch. Mỗi ngày thì thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét nghiệm ngẫu nhiên 1.000 người đến thành phố từ nơi khác. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thay đổi phương thức chống dịch, chủ động chống dịch, không ngồi chờ, không đuổi theo dịch. Việc này thể hiện khi HCDC và ngành y tế mở rộng tầm soát, xét nghiệm không chỉ các đối tượng từ vùng dịch tới mà còn lấy mẫu ngẫu nhiên tại các cửa ngõ như sân bay, bến xe, nhà ga. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện gần 45.000 xét nghiệm giám sát trong cộng đồng. Qua đó, 168 người tới từ vùng dịch đã được cách ly tập trung theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Y tế hoàn thiện các kịch bản khi thành phố có từ 50 đến 100 ca bệnh hoặc từ 200 ca bệnh trở lên. Đây là các biện pháp để chủ động chống dịch, không bị động khi các tình huống xảy ra. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh vừa cho biết địa phương này đang tính toán phương án phối hợp với HCDC kiểm tra y tế ngẫu nhiên các quán nhậu tập trung đông người không đảm bảo phòng dịch COVID-19. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh đã ra quân kiểm tra, xử phạt nghiêm việc buôn bán hàng quán không tuân thủ quy định phòng chống dịch. Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt đối với các hàng quán cùng lúc phục vụ quá 30 khách, hàng quán dưới 30 khách không đảm bảo khoảng cách, xử lý 5 trường hợp không mang khẩu trang với tổng số tiền phạt khoảng 10 triệu đồng. Thời gian tới, quận Bình Thạnh sẽ phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên thực khách và nhân viên các quán nhậu tập trung đông người để xử lý thật nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Bluezone, ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, đã và đang hỗ trợ đắc lực cho ngành y tế trong công tác phòng dịch. Đợt COVID-19 lần thứ 3 bùng phát từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2, Bluezone đã hỗ trợ truy vết được 735 trường hợp, phát hiện 4.625 trường hợp tiếp xúc gần. Trước đó, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khuyến nghị các địa phương triển khai 10 biện pháp tuyên truyền cài đặt Bluezone để giúp truy vết nhanh các đối tượng nghi nhiễm COVID-19. Hiện đã có hơn 29,2 triệu lượt tải ứng dụng Bluezone, tăng 6 triệu lượt so với cuối tháng 1 năm 2021. Trong đợt dịch lần này, theo ghi nhận của Bộ Y tế, nhiều người dân đã tự giác kích hoạt ứng dụng Bluezone sau khi đã hiểu được tác dụng truy vết và tính bảo mật thông tin bên cạnh sự phát động cài đặt từ các sở ngành tại các tỉnh thành. Tuy nhiên, ứng dụng Bluezone chỉ phát huy hiệu quả khi người dùng bật Bluetooth. Người dân có thể tải app Bluezone tại địa chỉ https://bluezone.gov.vn/tải app. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 ngày hôm nay của chúng tôi, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới. Mời mọi người đăng ký kênh để theo dõi.